Chào mọi người, hôm nay là 26 tháng 12 năm 2018. Tôi có cứu chữa cho bệnh nhân này. Sao gọi là cứu chữa? Tức là bệnh nhân này bị liệt bảy ngoại biên, nhưng mà không phải do gió má bình thường mà là do tai nạn gây ra. Tai nạn gây ra bây giờ hiện tượng cơ bị teo và giọng nói này kém, rất là khó nghe. Mà méo thì không méo lắm, mà nó làm cho cái cơ teo mắt nhỏ này. Hôm nay thì tôi theo dõi là ba lần, lần thứ ba thì đủ liệu trình kiểm tra đỡ nhiều thì tôi mới đăng tải và quay để ghi lại. Hôm nay là mặt rất là đẹp rồi, giọng nói thì tôi thấy cái huyệt liêm tuyền này chính là cái giọng nói cho bệnh nhân. Liên truyền điều chỉnh giọng nói rất là tốt. Nó chia sẻ như sau. Thứ nhất là người chúng ta dùng hoạt huyết để cho máu nó tưới lên cái vùng mặt để teo cơ nhiều, nó đủ cái tâm lý mà huyết hải. Ở trên mặt thì vẫn như người bình thường thôi. Em bị này là bao nhiêu lâu rồi? 2 năm rồi. Em nhắm mắt anh xem. Cười. Môi còn hơi nhếch một tí. Môi này cũng là đẹp rồi đấy. Môi dưới đẹp, môi trên hơi nhếch cũng chỉnh lại nữa là đẹp trai rồi. Thế năm nay là có mặt đẹp và đi chơi rồi. Cố gắng về xem ít cái điện thoại một tí. Tôi có nhắc bệnh nhân rất là nhiều. Thì lâu rồi. Vì cái xem điện thoại là hạn chế. Nên bệnh án tôi muốn làm cho giàu cái bệnh án mình lên, phong phú lên, chính là nhiều thể nhiều dạng, liệt bẫy ngoại biên do lạnh, người già trẻ con, người có bầu lý, tôi làm nhiều lắm. Trường hợp tai nạn thì tôi cứu chữa thì người nào cũng ok. Bệnh nhân thì cần kiên trì một tí, nên là tôi bổ sung thêm cái bệnh nhân này, chú nó là đẹp rồi, được rồi đấy. Kiên trì đấy nha. Dạ. Đây là chung thì thế thôi.